Sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 6 tháng 10 đây, thì hôm nay sáng sớm chúng tôi đến bàn giao cho gia đình Trúc Hòa, nhà bác Trúc Hòa tại khu 4, xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, một chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ cụ. Thì hiện tại chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao buổi sớm gia đình đây, thì không gian phòng thờ rất là đẹp đây, cũng như là hình ảnh bác Trúc đây, anh vị nhá, trên màn hình là hình bác Trúc nhá. Đấy thì không gian thờ rất là đẹp, nhưng tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với bác. Đây, giới thiệu bộ đồ thờ nhà bác luôn. Đây. Thì cũng như trước mặt là quý vị khách hàng đây là bác Trúc đây, cháu chào bác nhé. Vâng. Thì buổi sáng hôm nay là bọn cháu bàn giao bác cái sập này. Vâng. Thì bác đã vào xưởng mà xem mà đặt hàng rồi, không biết là bác có hài lòng với cái sản phẩm của cháu vừa bàn giao không nhỉ? Không, nói chung là chúng tôi rất là hài lòng, và chúng tôi cũng xem tất cả mẫu mã các thứ rồi này. Tin tưởng của anh Tùng Tám. Vâng. Nói chung là chúng tôi đặt thì nói chung là đến giờ này nói chung là cũng tương đối hoàn hảo. Nói chung là đẹp đấy. Được. Nói chung là gia đình hài lòng và ưng ý. Vâng, cảm ơn nhá. Đây. Vâng. Nhà một chút ý kiến của khách hàng đấy. Đây quay tôi giới thiệu một chút về chiếc sập đây. Chiếc sập ngũ phúc và đục chám mai. Ngũ phúc chám mai. Rất là vừa vặn vào không gian thờ luôn, rất là vừa vặn thôi. Bên trên gia đình bác là chỗ sập thờ cũng như là bộ đồ thờ rất là đẹp. Ok nha, mọi người nào có nhu cầu hãy liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cái xưởng địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ tùng8.com. Rồi, cảm ơn, bắt tay bác cái. Xin cảm ơn nhá.